Nè nè con, ngồi xuống đây. Bà muốn nói với con mấy lời. Mai này về bên chồng rồi, đã là con là vợ của người ta. Bà muốn nói gì, giải gì cũng có được đâu. Ba có sao đâu, cuộc đời ba đã quen rồi với lận đận lao đao. Mừng con xuất gia, ba vui đến nghẹn ngào cũng có đôi lời muốn dặn dò con. Phải làm dâu tạo vợ hiền, dán khéo trong ngoài dậy sớm thức khuya, với cha mẹ chồng lễ phép giả thưa, còn với các chị em chồng đừng để mít lòng biết không. Đi đứng nói năng phải khôn khéo dịu dàng, biết nung con gà tóm tắt bữa cơm, những gì không biết đừng làm, phải hỏi rõ ràng mẹ cha. Không sao đâu con, có gì mà phải lo, số phận không may cuộc đời ba dẫm dài sương gió. Khi cuộc hôn nhân gãy đổ mẹ con bỏ ra đi, ba ông con nhỏ trong tay hoàn cảnh gian khó khôn. Bại cánh tay gia đình tan nát, ba ôm cảnh đoạn trường, nơi xứ lạ quê người không thân thương quyến thuộc. Con khát sữa nút tay cứ khóc suốt đêm thôi, gian khổ gieo leo đời như ăn mấy trôi. Thời gian như tôi đưa nay con lớn không rồi, ba cũng an ủi nhiều, con có cặp có đôi, còn ba không sao đâu, cũng lầm hồi quá bừa. Bà biết mà, mai này con đi xa, nói gì thì nói, cửa nhà cũng vắng.
Đã là cha mẹ phải chăm lo con cái, khó khăn vất vả gì cũng ráng vượt qua. Nhận một lãi của con, ba không gọi xót xa. Ngày hôn lễ con, mẹ ở xa không về được. Con đứng đứng lên này, con chỉ còn giây phút nữa con sẽ bước theo chồng tô điểm lại ba hồng mái rạng rỡ. Tùng tư đứng làm cháu thảo hiền